Iran suy tính gì khi tấn công đồng loạt ba nước trong thời gian căng thẳng? Nga giáng đòn khủng khiếp vào hàng chục đơn vị pháo binh Ukraine ở khu vực Krasny Liman. Nga tuyên bố việc cung cấp vũ khí cho Ukraine là làn danh đỏ trong mối quan hệ với Hàn Quốc. Hé lộ cách robot cứu thương Nga chuyển binh lính bị thương khỏi tiền tuyến. Chỉ trong vòng 2 ngày, Iran đã thực hiện cuộc phóng tên lửa đối với khu vực bán tự trị của người Kurd ở Iraq và Syria. Sau đó họ tiếp tục tấn công vào Pakistan, khiến khu vực trở nên hỗn loạn. Ngày 15 tháng 1, các cuộc tấn công ở Syria nhằm vào nhiều mục tiêu được cho là thuộc lực lượng khủng bố IS. Cùng ngày, tại thành phố Erbil của Iraq, Tehran công bố về cuộc tấn công vào một cơ sở của cơ quan tình báo Israel, Mossad. Theo chính quyền của người Kurd, ít nhất đã có 4 người qua đời sau vụ tấn công. Ngày 16 tháng 1, Iran tiếp tục phóng tên lửa vào tỉnh Balochistan của Pakistan, nhằm vào nhóm ly khai Tariq al-Adel nhưng lại khiến hai người thiệt mạng. Sáng ngày 18 tháng 1, Pakistan đáp trả bằng cuộc tấn công ở tỉnh Sistan-Baluchistan của Iran, phía bên kia biên giới. Những cuộc tấn công nhanh chóng của Iran vào ba quốc gia láng giềng đã làm nổi lên sự lo ngại về tình trạng leo thang trong khu vực và khiến nhiều người tự hỏi về thời điểm mà Tehran quyết định thực hiện các cuộc tấn công này, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng do xung đột giữa Israel và Hamas ở Giải Gaza. Mặc dù có vẻ rằng các mục tiêu ở Syria, Iraq và Pakistan mà Iran nhắm đến nhưng không có nhiều điểm chung, nhưng giới phân tích có thể chỉ ra một điểm chung dù việc tấn công vào Pakistan bị cho là canh bạc, liều lĩnh và thiếu cân nhắc. Nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc tế tại Berlin, Hamid Reza Azizi nhận định, tôi nghĩ điều đó có liên quan đến đánh giá của Iran về mối đe dọa gia tăng trong khu vực. Có thể họ cảm thấy cần phải làm như vậy do áp lực trong và ngoài nước. Cuối tháng 12 năm ngoái, Israel đã tiến hành ám sát Seyret Razi Mousavi, một chỉ huy hàng đầu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ở Syria, thông qua một cuộc tấn công bằng tên lửa. Gần đây, một vụ đánh bom kết đã xảy ra giữa đám đông tại khu tưởng niệm của tướng Iran quá cố Qasem Soleimani, khiến hàng trăm người dân thường thiệt mạng và bị thương. Đây được coi là cuộc tấn công vũ trang nguy hiểm nhất xảy ra trên lãnh thổ Iran trong nhiều thập kỷ. Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom. Tuy nhiên, Iran đã đưa ra cáo buộc rằng nhóm này đã phối hợp với Israel để thực hiện hành động này. Do đó, Tehran đã tiến hành tấn công vào các cơ sở được cho là của IS ở miền Bắc Syria và thủ phủ Erbil của người Kurd ở Iraq. Tháng trước, Raiz al-Adel cũng đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công đồn cảnh sát ở thị trấn Raq của Iran ở Sistan Baluchistan, khiến hàng chục nhân viên an ninh Iran thiệt mạng. Ông Azizi nhận định, nếu bạn nhìn vào hàng loạt vụ việc, những điều này khiến Iran bị cho là yếu kém về thông tin tình báo và thiếu ý chí hành động. Vì vậy, Tehran có thể nghĩ rằng nếu tình trạng này tiếp diễn, uy tín của họ sẽ bị đe dọa. Ông cho biết, và đó là lý do tại sao họ quyết định đáp trả ngay lập tức. Tuy nhiên, các nhà phân tích đánh giá rằng Iran có ý định thể hiện sức mạnh trên nhiều mặt trận cùng một lúc, nhưng không nên liên kết sự kiện xảy ra dọc theo biên giới với Pakistan với cuộc xung đột đang diễn ra ở Giải Gaza. Mặc dù cả Pakistan và Iran thường xuyên buộc tội lẫn nhau về việc cho phép các nhóm vũ trang xâm nhập vào lãnh thổ của đối phương, thậm chí có những xung đột vũ trang giữa họ vào năm 2014, nhưng hai quốc gia vẫn duy trì một quan hệ hợp tác quân sự và ngoại giao trong nhiều năm. Vào cùng ngày mà Iran tấn công Pakistan, cả hai quốc gia đã triển khai các hoạt động hải quân chung ở eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư. Chỉ vài giờ trước khi Iran tiến hành cuộc tấn công, Bộ Ngoại giao của Iran đã đăng tải hình ảnh Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian bắt tay với Thủ tướng tạm quyền của Pakistan Anwar Ul Haq Kaka tại lễ hội Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF tại Davos. Những diễn biến này dẫn đến sự suy đoán rằng các cuộc tấn công có thể đã được sắp xếp trước, thậm chí có sự phối hợp giữa Iran và Pakistan. Theo nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Trung Đông Abdurrasul Dipsala, ông cho biết Iran và Pakistan có nhu cầu lẫn nhau. Ông cho biết, mặc dù Pakistan đã đáp trả, nhưng tôi nghĩ rằng sự leo thang sẽ được kiểm soát. Theo nhận định của nhà nghiên cứu này, cuộc tấn công của Iran có mục đích gửi một thông điệp rõ ràng đến Mỹ và các đồng minh, đặc biệt là Israel, đồng thời nhằm đánh bại sự lo lắng trong dư luận nội địa. Bên cạnh đó, cũng có nhiều chuyên gia có cùng quan điểm rằng việc Iran tấn công các nước láng giềng, trực tiếp bắn hàng loạt tên lửa vào đối thủ một phần là để cảnh cáo, trừng phạt, và một phần là chiêu thức quảng cáo độ tinh vi và tầm bắn của tên lửa nước này. Trong các cuộc tấn công gần đây, có vẻ như Iran đã triển khai ít nhất một trong những tên lửa tầm xa và tiên tiến nhất của mình, tên lửa K3 Sekan. Tờ The New York Times nhận định, việc lựa chọn tên lửa có hiệu suất cao như K3 Sekan thay vì một tên lửa khác có hiệu quả tương đương nhưng ít phức tạp, cho thấy sự quan tâm của Iran đối với việc thể hiện sức mạnh đối với phương Tây hơn là chỉ đơn giản là trả đũa một nhóm khủng bố. K3 Sekan được giới thiệu vào năm 2022 là một tên lửa đạn đạo dẫn đường tự nhiên liệu rắn có tầm bắn lên đến 1.450 km, cho phép nó có khả năng vươn đến Israel. Một đặc điểm nổi bật của tên lửa này là đầu đạn của K3 Sekan được thiết kế linh hoạt
để đối phó với một số hệ thống phòng không truyền thống. Chuyên gia về tên lửa UAV và Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London, Anh, Fabian Hill nói rằng việc tên lửa K3 Sekan được sử dụng trong trường hợp này là rất đáng quan tâm, ông cho biết. Có một câu hỏi đặt ra là liệu Iran muốn thử một trong những tên lửa tiên tiến nhất của mình trong điều kiện chiến đấu, hay là gửi thông điệp tới Israel, hay là cả hai. Các cuộc tấn công không chỉ là minh chứng cho sự tiến bộ công nghệ của Iran, mà còn là một cảnh báo rằng nước này là một cường quốc trong khu vực và sẵn sàng tấn công các mục tiêu đối với những thế lực chống lại nó nếu cần thiết. Ông Joe Rayburn, người từng là đặc phái viên của Mỹ tại Syria, cho rằng đây là một thông điệp dành cho Mỹ và Israel, đồng thời thể hiện sự sẵn sàng tham gia trực tiếp của Iran thay vì chỉ hỗ trợ cho các lực lượng vũ trang mà nước này hậu thuẫn trong khu vực. Iran dường như có những toan tính riêng khi quyết định tấn công vào các mục tiêu trong lãnh thổ của nước láng giềng. Tuy nhiên, các cuộc tấn công này dường như cũng mang lại những tác dụng phụ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín và quan hệ của Iran với các nước. Những ngày qua, chiến trường Nga-Ukraine đang chứng kiến những cuộc giao tranh ác liệt giữa hai bên. Mới đây, người phát ngôn của Battle Group cho biết nhóm chiến đấu trung tâm của Nga đã tiến hành tấn công hơn 40 đơn vị pháo binh Ukraine ở khu vực Krasny Liman. Theo TASS, Ukraine đã phải gánh chịu tổn thất lên tới 210 quân nhân trong vụ tấn công. Ông Liman chia sẻ, trong quá trình hoạt động phản công, hơn 40 đơn vị pháo binh Ukraine đã bị phát hiện và bị tấn công. Hệ thống phòng không cũng đã phá hủy một máy bay không người lái của quân đội Ukraine. Tổn thất của Ukraine lên tới 210 quân, một xe tăng, hai xe chiến đấu bọc thép, hai ô tô và một khẩu pháo D-30. Trong khi đó, nhóm chiến đấu phía Tây của Nga được ghi nhận đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công của Ukraine tại khu vực Kupiansk trong ngày qua, khiến đối phương phải gánh chịu tổn thất lên tới 155 quân nhân. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, nhóm chiến đấu phía Tây của Nga đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công của các nhóm tấn công của các lữ đoàn cơ giới số 32 và 60, cũng như lữ đoàn dù số 95 của Ukraine gần Sinkovka ở vùng Kharkov và Teni. Ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, đối phương mất tới 155 quân nhân, 2 xe tăng, 3 thiết giáp, 2 phương tiện cơ giới và 1 khẩu pháo Grodnika. Sputnik Gorbibe cho biết, cuộc tấn công của Nga vào trung tâm lính nước ngoài, đa số là người Pháp ở Kharkov ngày 16 tháng 1, đã giáng đòn đầu vào nỗ lực xung đột của Ukraine. Tối ngày 16 tháng 1, tên lửa của Nga đã đánh trúng một tòa nhà ở Kharkov, nơi đã được chuyển đổi thành trung tâm lớn dành cho lính cấp cao của châu Âu, chủ yếu là người Pháp. Cuộc tấn công này khiến hàng chục người thương vong. Theo Sputnik Global, những người lính này đều là những chiến binh ưu tú chứ không phải những người Mỹ thích cảm giác mạnh và những người lính TikTok. Họ cũng không phải là những sát thủ người Colombia. Lính nước ngoài châu Âu thường được đào tạo một cách bài bản, làm việc trên các hệ thống vũ khí cụ thể và phức tạp để có thể hoạt động hiệu quả trong môi trường xung đột. Vậy nên cuộc tấn công này không chỉ hạ gục một vài trung đội lính nước ngoài ở Ukraine, mà còn khiến một số loại vũ khí tầm xa và nguy hiểm nhất trong kho vũ khí của Ukraine không thể hoạt động cho đến khi tìm được những người thay thế cho số lính nước ngoài đã bị loại bỏ. Sputnik Global nhận định đã có một lượng lớn lính nước ngoài chất lượng cao với nhiều kỹ năng đặc biệt đã đến Ukraine chiến đấu trong vài tháng qua. Lý do cho sự gia tăng số lượng lính nước ngoài chuyên nghiệp này là để thay thế lực lượng đặc biệt Ukraine gần như bị xóa sổ hoàn toàn trong cuộc tấn công mùa hè thất bại của Ukraine. Tháng 12 năm ngoái, báo Washington Post của Mỹ trích dẫn thông tin cho biết Hàn Quốc đã gián tiếp cung cấp đạn pháo 155mm cho Ukraine, nhiều hơn tất cả các nước châu Âu cộng lại. Việc viện trợ và những hành động đi ngược lại với lợi ích của Moscow đã khiến mối quan hệ Nga-Hàn có dấu hiệu xấu đi. Ngày 19 tháng 1, đại sứ Nga tại Hàn Quốc Georgy Zinoviev nhấn mạnh, chúng tôi sẵn sàng coi Hàn Quốc là đối tác đầy hứa hẹn miễn là họ không vượt qua lằn ranh đỏ mà chúng tôi đã vạch ra về việc trực tiếp cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Chừng nào Hàn Quốc chưa vượt lằn ranh đỏ đó, chúng tôi vẫn coi không có thiệt hại nghiêm trọng nào đối với quan hệ song phương. Ông cho biết, chúng tôi biết Hàn Quốc xuất khẩu lượng lớn sản phẩm quân sự. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc thông báo với chúng tôi rằng hoạt động xuất khẩu đó hoàn toàn tuân thủ quy tắc thương mại quốc tế và người sử dụng cuối cùng không bao gồm Ukraine. Ông khẳng định rằng Moscow nghiêm túc với sự đảm bảo của Seoul rằng nguồn cung cấp vũ khí của họ ở nước ngoài đã được chỉ định cho người dùng cuối không phải Ukraine. Ông cho biết, chúng tôi kêu gọi các đối tác Hàn Quốc nghiêm túc thực hiện những đảm bảo với tư cách thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế,
Chúng tôi cũng tôn trọng những hạn chế hiện có trong mối quan hệ với Triều Tiên. Chúng tôi không xây dựng chính sách của mình dựa trên cái gọi là ngoại giao phóng thanh hay phương tiện truyền thông mà dựa trên thực tế. Trong nhiều năm qua, Hàn Quốc đã duy trì chính sách phản đối việc cung cấp vũ khí cho các quốc gia đang xảy ra xung đột. Seoul đã nhiều lần nhấn mạnh rằng lý do này tạo khó khăn cho quá trình cung cấp vũ khí trực tiếp cho Ukraine. Hàn Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các biện pháp trừng phạt do Mỹ đứng đầu nhằm áp đặt áp lực lên Nga trong bối cảnh mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ngoài ra, Seoul cũng đã hỗ trợ nhân đạo cho Kiev và ký kết các thỏa thuận về vũ khí quan trọng, bao gồm việc bán xe tăng và pháo cho Ba Lan, một đồng minh của Ukraine. Tuy nhiên, Hàn Quốc cho tới nay vẫn tránh leo thang căng thẳng với Nga bởi vì nhiều công ty Hàn Quốc đang hoạt động trong lãnh thổ Nga và cũng để tránh ảnh hưởng của Moscow đối với mối quan hệ với Triều Tiên. Quân đội Nga đã thành công trong việc thử nghiệm robot cứu thương không người lái mang tên Pratiska có khả năng vận chuyển binh lính bị thương hoặc đạn dược trên tiền tuyến. Ngày 18 tháng 1, đoạn video về quá trình thử nghiệm của robot này đã được hãng thông tấn Sputnik đăng tải. Robot nhỏ gọn này có tên Pratiska được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ như vận chuyển binh lính bị thương hoặc đạn dược trên tiền tuyến, cũng như có khả năng thực hiện nhiệm vụ trinh sát và rà phá bom mìn. Theo truyền thông Nga, Pratiska có kích thước dài khoảng 1,2 mét, trọng lượng 200 kg và có khả năng tải trọng tối đa lên đến 150 kg. Robot này có thể hoạt động liên tục trong vòng 5 giờ với tốc độ di chuyển trung bình khoảng 10 km/h. Việc điều khiển Pratiska có thể thực hiện từ khoảng cách 2,5 km thông qua một tần số mã hóa đặc biệt. Và nếu sử dụng UAV mang bộ truyền tín hiệu, phạm vi điều khiển có thể lên tới 10 km. Robot Pratiska có nghĩa là em trai trong tiếng Nga, là sản phẩm tự nghiên cứu và phát triển của kỹ sư người Nga có tên Konstantin. Công ty của ông có khả năng sản xuất từ 20 đến 30 robot Pratiska mỗi tháng nếu có đủ nguồn tài chính. Trong những kế hoạch sắp tới, ông Konstantin đang lên dự định mở rộng các chức năng mới cho robot của mình. Ông muốn Pratiska được trang bị thêm một tay nâng trợ lực để có thể giải cứu các binh sĩ bất tỉnh, đồng thời cải thiện camera và kênh liên lạc nội bộ để lực lượng y tế quân đội có thể chẩn đoán tình trạng sức khỏe của binh sĩ một cách nhanh chóng. Trong thời gian gần đây, cả Nga và Ukraine đều đã triển khai các loại robot không người lái UGV đến tiền tuyến. Về phía Moscow, các loại UGV cỡ nhỏ được sử dụng để vận chuyển đạn dược và robot chiến đấu Marker. Trong khi đó, với Kiev, robot chiến đấu Ironclad đã được sử dụng trong một số cuộc tập kích. Trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng phức tạp với hai cuộc xung đột lớn diễn ra, Mỹ đang đối mặt với một tình huống đáng lo ngại. Bên cạnh những sự kiện căng thẳng tại Trung Đông và châu Âu, Mỹ hiện đang tích cực tìm kiếm cách mở rộng năng lực hạt nhân để duy trì và tăng cường sức mạnh quốc gia. Đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc cũng đang ngày càng tăng cường và mở rộng năng lực hạt nhân của mình. Theo ghi nhận của phóng viên tờ Nikkei Asia vào năm 2013, Savannah Riverside SRS được mô tả như là tàn dư từ thời kỳ chiến tranh lạnh, đang trải qua quá trình khôi phục hoạt động. Cơ sở này đã mở cửa hoạt động từ những năm 1950, có diện tích rộng 800 km² với 5 lò phản ứng hạt nhân. SRS từng là nhà máy sản xuất plutonium và tritium duy nhất của Mỹ cho đến năm 1991, khi Liên Xô tan rã. Tháng 6 năm 2022, Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ đã chấp thuận phê duyệt dự thảo ngân sách của Bộ Năng lượng cho năm tài khoá 2024, trong đó có mục tiêu chi 19,1 tỷ đô la Mỹ để tăng cường sản xuất và dự trữ vũ khí nguyên tử. Trong chiến lược này, sự tập trung được đặt vào việc hiện đại hóa pit plutonium, một thành phần quan trọng trong vũ khí hạt nhân, gây ra hiệu ứng nổ. SRS bắt đầu sử dụng plutonium dư thừa cho mục đích hòa bình kể từ những năm 2000. Theo dự định, nhà máy này sẽ được chuyển đổi thành nhà máy sản xuất nhiên liệu oxit hỗn hợp, thường được gọi là MOX, từ uranium và plutonium đã được tái chế. Thế nhưng kế hoạch đã bị trì hoãn do bội chi ngân sách. Trong thời kỳ cầm quyền, cựu Tổng thống Donald Trump đã thể hiện sự quan tâm đến nhà máy MOX và quyết định đưa nó vào vận hành từ năm 2030. Với vai trò là một nhà máy sản xuất vũ khí, sản xuất 50 pit plutonium mỗi năm, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã tiếp tục thực hiện kế hoạch này và thậm chí là mở rộng và nâng cấp thiết bị sản xuất một cách âm thầm. Cộng đồng địa phương đã đưa ra những phản ứng trái chiều về vấn đề này. Ông Tom Clements, là một nhà hoạt động địa phương đã theo dõi cơ sở này trong nhiều năm, cho biết kế hoạch này gây ô nhiễm môi trường và lãng phí rất lớn tiền thuế của người dân. Chúng ta có quá nhiều vũ khí hạt nhân, tại sao chúng ta lại cần nhiều hơn? Theo ước tính của ông Clements, chi phí xây dựng cơ sở sản xuất các hầm chứa sẽ lên tới 20 tỷ đô la Mỹ, bao gồm cả số tiền đã chi cho nhà máy MOX. Ông Clement chia sẻ, đây là công trình đắt nhất trong lịch sử Mỹ, vượt xa chi phí của Trung tâm Thương mại Một Thế giới. Các doanh nghiệp có liên quan đến quân đội như Fluor và Huntington Ingalls Industries cũng tham gia vào kế hoạch mở rộng của SRS.
Ông Clement nhấn mạnh, mọi thứ đều được liên kết với nhau. Bên cạnh đó, khu vực an ninh quốc gia Nevada NNSS cũng đang tiến hành mở rộng cơ sở thí nghiệm hạt nhân như một phần của nỗ lực hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của quốc gia. Liên kề với NNSS là căn cứ không quân Craig, trụ sở hoạt động chính của máy bay không người lái, cũng đang trải qua sự phát triển. Chính phủ Mỹ đã chi một lượng lớn tiền để mua thiết bị và vũ khí cho cả hai cơ sở này từ các công ty tư nhân. Cô Pettit là một trợ giảng tại Las Vegas, bang Nevada, Mỹ cho hay, các công ty chi hàng triệu đô la Mỹ để vận động hành lang cho chính phủ và đổi lại chính phủ sẽ bảo vệ lợi ích của họ. Đó là cách Mỹ mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình. Văn phòng ngân sách của Quốc hội Mỹ ước tính rằng, trong thập kỷ tới, Washington sẽ cần khoảng 750 tỷ đô la Mỹ để tăng cường và mở rộng năng lực hạt nhân. Thực tế cho thấy việc liên kết giữa nhà nước và doanh nghiệp trong lĩnh vực quân sự không phải là điều quá lạ. Trong lĩnh vực này, các yêu cầu từ chiến lược an ninh quốc gia thường được ưu tiên cao hơn so với những nhu cầu của cộng đồng địa phương. Theo một số chuyên gia, Mỹ có lý do cấp bách để tăng tốc độ sản xuất công trình này. Giám đốc Bảo tàng Thử nghiệm Nguyên tử Quốc gia và một chuyên gia về an ninh hạt nhân Joseph Ken giải thích, chính phủ đang thử nghiệm các thành phần dự trữ hạt nhân và tìm ra cách làm cho những vũ khí 50 năm tuổi tồn tại lâu hơn. Hiện tại, Mỹ đang sở hữu hơn 5.000 đầu đạn hạt nhân, đứng thứ hai trên thế giới. Tuy nhiên, phần lớn trong số chúng được sản xuất trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Do đó, các bit plutonium gắn trên đầu đạn có thể đã xuống cấp theo thời gian. Washington coi việc thay thế chúng bằng những cái mới, hiện đại hơn là một nhiệm vụ cấp bách, bởi họ chưa có nhà máy nào có thể sản xuất hàng loạt các nguyên liệu này. Do đó, họ đặt kỳ vọng lớn vào SRS. Một lý do khác khiến Mỹ muốn nâng cao năng lực hạt nhân là vì Trung Quốc đang nỗ lực bắt kịp họ trong lĩnh vực này. Trung Quốc hiện là một trong 5 quốc gia chính thức sở hữu vũ khí hạt nhân theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã không bao giờ công bố thông tin nào về lực lượng hạt nhân của họ. Vì vậy, thông tin liên quan chỉ có thể được thu thập từ báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ và các nguồn tin tức khác, nhưng chúng không thể được xác minh. Theo báo cáo của Lầu Năm Góc hồi tháng 10 năm 2023 về tiềm lực quân sự của Trung Quốc, nước này hiện sở hữu hơn 500 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động. Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính rằng vào năm 2030, Trung Quốc có thể sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân, một con số gấp đôi so với con số hiện tại là 500. Nếu Mỹ mất quá nhiều thời gian để thay thế các bit plutonium, Trung Quốc có thể vượt lên nhờ triển khai vũ khí hạt nhân mới và tiên tiến. Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc thường tăng đột biến trong năm thìn, nhưng năm nay các lứa trẻ rồng vàng này gặp khó khăn trong việc giúp Bắc Kinh tăng dân số. Ở Trung Quốc và các nước sử dụng lịch âm lịch, rồng được xem là biểu tượng may mắn, khiến nhiều bậc cha mẹ lựa chọn sinh con vào khoảng thời gian này, dẫn đến số lượng sinh nở tăng vọt mỗi 12 năm. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng yếu tố này khó tạo ra đột biến về dân số Trung Quốc trong năm nay, khi triển vọng kinh tế khá mờ nhạt, xã hội già hóa và đại dịch COVID đã đẩy dân số Trung Quốc giảm mạnh năm thứ hai liên tiếp. Ngày 17 tháng 1, Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố số liệu cho thấy dân số đến cuối năm 2023 là 1,409 tỷ người, giảm ít hơn 2 triệu so với mốc cuối năm 2022. Trong khi cả nước ghi nhận 11 triệu ca tử vong, ít hơn so với 9 triệu ca sinh, giảm so với con số 9,6 triệu ca sinh năm 2022. Chuyên gia về nhân khẩu học Trung Quốc tại Đại học California, Vai Wang Feng nói, dân số tiếp tục suy giảm, thậm chí mức giảm cao gấp đôi so với năm trước. Sự suy giảm dân số đặt Bắc Kinh vào tình thế khó khăn khi đất nước đang đối mặt với tình trạng suy thoái thị trường bất động sản năm thứ ba liên tiếp, cùng với việc xuất khẩu và niềm tin của nhà đầu tư cũng giảm sút. Các nhà kinh tế đánh giá năm 2024 là một năm quan trọng đối với Trung Quốc để hồi phục các yếu tố tăng trưởng từng thúc đẩy kinh tế bùng nổ trong 4 thập kỷ qua và thoát khỏi nguy cơ giảm phát nợ. Chuyên gia Wang cũng lưu ý rằng quan niệm về việc sinh con vào năm thìn của giới trẻ Trung Quốc đang thay đổi. Ông Wang cho biết, trước đây tỷ lệ sinh cao hơn vào những năm đẹp. Tuy nhiên, trước triển vọng kinh tế bi quan và quan điểm tiêu cực của giới trẻ, tôi cho rằng khả năng phục hồi dân số năm nay không cao. Các chuyên gia cho biết tình trạng không ổn định về kinh tế và tỷ lệ sinh thấp có mối liên hệ chặt chẽ. Dữ liệu công bố giữa tháng 1 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 năm 2023 của Trung Quốc tiếp tục giảm phát tháng thứ 3 liên tục, phản ánh sự bi quan của người tiêu dùng về triển vọng phục hồi kinh tế. Chuyên gia Wang nhận định, việc nuôi con là trách nhiệm cả đời. Sự bi quan về triển vọng kinh tế là một rào cản đối với việc thúc đẩy tỷ lệ sinh năm nay. Mặc dù Bắc Kinh đã nới lỏng chính sách một con từ năm 2016, tuy nhiên số ca sinh hàng năm vẫn giảm. Các chính sách khuyến khích sinh con cũng không đạt được hiệu quả như mong đợi. Nhà văn nữ quyền người Trung Quốc sinh sống ở New York Lupin nói, mong muốn sinh con của phụ nữ Trung Quốc rất thấp, không có dấu hiệu nào cho thấy điều này sẽ thay đổi, ngay cả khi lo ngại về khủng hoảng nhân khẩu học gia tăng và giới hoạch định chính sách khuyến khích tăng tỷ lệ sinh nhờ các khoản hỗ trợ.
Dora Gao, 30 tuổi, là một nhân viên trong lĩnh vực tài chính đã lập gia đình ở Thượng Hải, chia sẻ rằng cô không đủ tự tin về tài chính để sinh con. Cô cho biết, tôi không có đủ nguồn lực để đầu tư cho giáo dục của con cái, sự cạnh tranh rất khốc liệt và điều này đi kèm với chi phí cao. Cô Gao chia sẻ, vấn đề về tình trạng của phụ nữ có thai hoặc đã làm mẹ ít có cơ hội thăng tiến và thường xuyên bị giao ít nhiệm vụ. Đó là những yếu tố ngăn cản không chỉ đối với cô mà còn đối với những phụ nữ khác giống như cô. Cô Gao nhấn mạnh, họ thường phải chuyển giao nhiệm vụ cho đồng nghiệp và không có cơ hội thăng chức.